Khí động học có vai trò rất quan trọng khi thiết kế xe hơi, và lực cản là yếu tố đặc biệt được chú trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất vận hành và độ ồn khi xe di chuyển. Với S-Class 2021, dù thiết kế mới mang nhiều ý kiến trái chiều về mặt thẩm mỹ, nhưng hiệu quả về mặt khí động học là rất thuyết phục. Xe có hệ số cản gió chỉ đạt 0,22, vượt trội hơn hai đối thủ là Audi A8 và BMW 7 Series, và cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới hiện nay. Do đó, dù diện tích bề mặt của S-Class mới tăng lên mức 2,5m², nhưng diện tích cản gió được giảm xuống còn 0,56m², nhỏ hơn 200cm² so với thế hệ cũ. Nhằm đạt được kết quả trên, Mercedes đã thực hiện hàng trăm phép tính giả lập CFD trong quá trình phát triển S-Class, và chúng đã được thực nghiệm kỹ lưỡng trong đường hầm gió chuyên dụng. Khoảng trống nằm giữa cản trước và hốc bánh trước được dùng như một khoang chứa khí. Luồng gió từ phía mũi xe và luồng khí nóng từ khoang động cơ đều được dẫn vào đây, sau đó sẽ thoát ra hốc bánh trước qua những khe gió đặc biệt. Nhờ vậy mà luồng không khí chảy dọc hai bên bánh trước được tối ưu, và cũng góp phần giải nhiệt khoang máy hiệu quả hơn. Những đường cong mềm mại trong thiết kế, gương chiếu hậu với hình dáng bo tròn, phần tay nắm cửa dạng pop-up thu gọn lại vào bên trong thân xe, giúp hạn chế tối đa lực cản của gió. Những bộ phận nằm bên dưới gầm như thanh dằn chéo hay tấm chắn bảo vệ bình nhiên liệu đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm không gây cản trở cho luồng không khí chạy đến bộ khuếch tán gió phía sau. Vừa rồi là video giới thiệu tính khí động học trên Mercedes S-Class 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.